Chương 1101, quyền lực lục phiến môn gian hoài đạo, một, đang vào thời điểm mọi người cho rằng Tô Tín đã chết, Tô Tín nhưng dẫn theo thi thể Vũ Nguyên Xuân đi vào thông thiên trong đảo. Trong nháy mắt hắn bước ra khỏi thông thiên đảo, cả thông thiên đảo lập tức bị hỏa diễm bao phủ, cuối cùng lại im lặng chìm vào đáy hồ. Mọi người không kịp trước biến hóa này, trước kia thông thiên đảo cũng sẽ chìm vào đáy nhạn minh hồ, nhưng nguyên nhân có trận pháp, thời điểm đến tự động che giấu. Bây giờ cả thông thiên đảo lại chia năm xẻ bảy, trực tiếp bị thiên hỏa thôn phệ, kho vũ khí thông thiên đảo bị phá hủy triệt để. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ vừa rồi đám người tô tính đại chiến đã triệt để đánh chìm kho vũ khí thông thiên đảo? Đây chính là một độc lập không gian. Cho dù võ giả dương thần cảnh cũng không có thực lực như vậy a. À. Thời điểm mọi người nơi này nghi hoặc, tô tính nói với vài tên bộ đầu gian hoài đạo lưu lại, một thánh nữ bạch liên giáo bạch linh mưu đồ thiên hỏa tinh hoa ta và vũ đại nhân đại chiến với nàng kết quả lại là bị nàng dùng bí pháp quán đỉnh cho thanh liên sứ cuối cùng vũ đại nhân hy sinh vì nước kho vũ khí thông thiên đảo bị đốt hủy một đi thông tri tập sự mật thám lục phiến môn và hành quân đại tổng quản giang hoài đạo đến xử lý việc này còn nữa mang thi thể đại nhân các ngươi về an táng đi những bộ đầu giang hoài đạo lúc này đưa mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì cho phải theo lý thì lão đại vũ nguyên xuân đại nhân của bọn họ là địch nhân của tô tín cho nên bọn họ vẫn phải ở trạng thái đối địch với tô tín kết quả hiện tại vũ nguyên xuân đã chết nếu bọn họ còn trừng mắt lạnh nhìn tô tín chính là thuần túy tự tìm cái chết cho nên hiện tại vừa nghe được tô tín phân phó bọn họ cũng lập tức phái người mang thi thể vũ nguyên xuân xuống nhìn thấy người giang hồ nơi này xôn xao nghị luận lộn xộn với nhau tô tín trực tiếp quay người rời đi chờ đợi những tập sự mật thám này truyền tin tức trở về tổng bộ thành thịnh kinh tô tín cũng có thể nói vũ nguyên xuân cấu kết với người bạch liên giáo nhưng đường đường tổng bộ đầu một đạo hơn nữa còn là lão nhân lục phiến môn đi theo thiết ngạo giành chính quyền ngày xưa nhưng bây giờ phản bội lục phiến môn cấu kết bạch liên giáo chuyện này nói thế nào cũng không dễ nghe tuy tô tín không có trung tâm gì với lục phiến môn nhưng dù sao hắn hiện tại chính là tứ đại thần bộ lục phiến môn cho dù thế nào cũng phải bảo trụ mặt mũi lục phiến môn mới được. Huống chi không có chứng cớ nói Vũ Nguyên Xuân cấu kết với Bạch Liên Giáo, chỉ bằng vào lời của Tô Tính sẽ không có ai công khai nói cái gì. Nhưng thế hệ như Phương Cửu Nguyên khó bảo toàn sẽ không vụng trộm sinh nghi, lại đi lại nhảy một ít chuyện khác. Hơn nữa Vũ Nguyên Xuân là bị Bạch Linh giết chết, điểm ấy cũng có chút không dễ giải thích, chẳng lẽ trực tiếp nói Bạch Linh nổi điên, cho nên tập kích đánh chết Vũ Nguyên Xuân. Tuy đây là thật nhưng nói ra không có mấy người tin tưởng. Cho nên tô Tín dứt khoát xử lý sạch sẽ đám võ giả hóa thần cảnh, thuận tiện an bài cho Vũ Nguyên Xuân Thanh danh hy sinh lừng lẫy, bởi như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, dù sao hắn cũng thật chết trong tay Bạch Linh. Về phần Bạch Linh bên kia nói như thế nào tô Tín cũng mặc kệ. Chỉ bằng vào thuộc tính Bạch Liên Giáo, mặc kệ nàng nói cái gì, ấn tượng đầu tiên của mọi người chính là bọn họ chăm ngòi ly gián. Về phần tô tính nha, Tuy thanh danh của hắn trên giang hồ không tốt nhưng tối thiểu tô tính nói chuyện đáng tin, chuyện này được đại bộ phận giang hồ thừa nhận. Chuyện xảy ra trong thông thiên đảo vượt qua dự đoán của người giang hồ, dù sao Bạch Liên Giáo xuất thế chính là một đại sự, trong cửu ngục tà ma, lực uy hiếp của Bạch Liên Giáo đủ xếp vào hàng thượng đẳng. Động tác của triều đình cũng không chậm, sau khi tô tính truyền tin về, thiết ngạo lập tức bảo tô tính tạm thời quản lý sự vụ giang hoài đạo. Tra rõ một chuyện Bạch Liên Giáo, nếu như phát hiện tung tích bạch liên giáo trong gian hoài đạo thì phải chém giết không chút lưu tình. Nói thật Tô Tính đạt được tin tức này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Tính vốn tưởng rằng việc này không có quan hệ gì tới hắn, không nghĩ tới thiết ngạo lại giao quyền lực cho hắn. Kỳ thật Tô Tính thân là một trong tứ đại thần bộ, nhưng hắn khống chế địa bàn nhỏ nhất trong tứ đại thần bộ. Bình thường Tô Tính chỉ nắm giữ địa bàn ba đạo Giang Nam, Giang Hoài, Giang Bắc. Trong ba đạo này không cần nói giang nam đạo, tự nhiên nghe Tô Tín như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng giang bắc đạo lại phản kháng Tô Tín. Giang Hoài đạo chính là đại bản doanh của Vũ Nguyên Xuân, thái độ của hắn với Tô Tín có thể nghĩ. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, Tô Tín có cớ nhúng tay vào sự vụ giang hoài đạo, tuy đám người Phương Cửu Nguyên sẽ cản trở nhất định, thậm chí tìm một võ giả nguyên thần cảnh trung lập tới đảm nhận vị trí tổng bộ đầu giang hoài đạo dù sao cho dù ai đảm đương vị trí tổng bộ đầu cũng không thể cho tô tính đảm đương. Chỉ có điều đáng tiếc tính toán của bọn họ vô dụng, bởi vì thiết ngạo trực tiếp hạ lệnh bảo tô tính tạm quản sự vụ gian hoài đạo. Điều này cũng làm cho đám người phương cửu nguyên phiền muộn không thôi. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1102, quyền lực lục phiến môn giang hoài đạo, hai, kỳ thật chuyện này cũng bình thường, cũng không phải thiết ngạo thiên vị tô tính, mà là thiết ngạo suy nghĩ chuyện này theo góc độ có lợi nhất cho lục phiến môn. Hiện tại ba người phương cửu nguyên đang trấn áp các thế lực võ lâm các nơi, căn bản không thoát thân ra được. Nếu thời điểm này triệu tập bọn họ tới thành thịnh kinh nghị sự, đây là việc chậm trễ thời gian. Huống chi dùng thực lực tô tính, cộng thêm giang hoài đạo gần giang nam đạo như vậy, cũng thuận tiện tô tín điều động lực lượng cho nên sự vụ gian hoài đạo cũng do tô tín quản lý về phần sau đó vị tró tổng bộ đầu gian hoài đạo cũng do tô tín bổ nhiệm không tới phiên kẻ khác nhúng tay vào đương nhiên tô tín sẽ không bỏ qua chuyện có lợi như vậy cho nên sau khi bàn giao đơn giản với bên phía lý phôi tô tín không có liên hóa thiên hỏa tinh hoa mà là trực tiếp tiến về trước tổng bộ gian hoài đạo chuẩn bị triệt để chỉnh hợp lực lượng gian hoài đạo sau đó mới yên tâm bế quan trong lục phiến môn giang hoài đạo hiện tại rất rối loạn, những phó tổng bộ đầu hóa thần cảnh lúc này vô cùng lo lắng, hiển nhiên không biết nên xử lý chuyện này thế nào. Vũ Nguyên Xuân tọa trấn giang hoài đạo thời gian dài như vậy. huống chi thủ đoạn của hắn không kém, cho nên Vũ Nguyên Xuân có uy vọng tại giang hoài đạo giống như tô tính tại giang nam đạo. Cho nên võ giả nơi này chỉ có hai loại, một loại là tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân, một loại khác chính là tâm phúc trong tâm phúc những người này đều là võ giả hóa thần cảnh, Tô Tín đã từng xem qua trong tư liệu lúc trước nhưng lại không để ý, không phải hắn khinh thường những võ giả này, nếu Lý Phôi ra tay, dùng lực lượng của hắn lấy một địch mười cũng dễ dàng, đối với võ giả tầm thường, kỳ thật Lý Phôi hiện tại đã đạt tới cực hạn của võ giả cùng giai. Vào lúc này đám võ giả không được Tô Tín đặt vào trong mắt lại rối như đây rối. Đối với bọn họ, bản thân Vũ Nguyên Xuân chính là người bọn họ thần phục, bất kể là tâm phúc hay tâm phúc trong tâm phúc tối thiểu vũ nguyên xuân đối đãi với bọn họ không tệ nhưng vấn đề hiện tại vũ nguyên xuân đã chết bọn họ tự nhiên phải suy nghĩ vì người sống chuyện kế tiếp bọn họ nên làm là gì vũ nguyên xuân vừa chết bọn họ giống như con ruồi không đầu bay loạn không biết những thứ này cho dù thật sự có người cảm thấy hứng thú với vị trí tổng bộ đầu như vậy cũng cần tổng bộ lục phiến môn phê duyệt thông qua mới được bọn họ có tranh giành ở đây cũng vô dụng hơn nữa trọng yếu nhất bọn họ không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Tô Tín. Trước kia thời điểm Vũ Nguyên Xuân đối địch với Tô Tín, bọn họ cũng mặc kệ Tô Tín có phải tứ đại thần bộ, dù sao bọn họ chỉ cần đi theo Vũ Nguyên Xuân lăn lộn là được rồi. Hơn nữa hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, bọn họ còn phải bán mạng vì Vũ Nguyên Xuân sao? Vũ Nguyên Xuân cũng đã chết, nếu bọn họ lại đi ra chăm ngòi Tô Tín, như vậy có phải kết cục giống như đang hỏa kiếm các ninh gia, bị chém giết tại chỗ đám người này có lòng cảnh giác mạnh với tô tín cho nên thi thể vũ nguyên xuân vừa được mang trở về bọn họ đã nghiên cứu kỹ một phen muốn tìm ra dấu vết trên đó người ngoài rất không tin tưởng lý do thoái thác của tô tín nhưng bọn họ lại bởi vì thù hận giữa vũ nguyên xuân và tô tín lúc trước nên sinh lòng hoài nghi đại nhân của bọn họ thật bị thánh nữ bạch liên giáo giết sao bạch linh cho dù mạnh hơn nữa cũng không dê thể vượt cấp chém giết vũ nguyên xuân cho dù có thêm thanh liên sứ không rõ sâu cạn cũng không có khả năng cho nên khả năng lớn nhất chính là việc này do tô tín chủ đạo hắn muốn triệt để đánh chết vũ nguyên xuân cho nên mới liên thủ với yêu nhân bạch liên giáo đánh chết vũ nguyên xuân chỉ có điều đây chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi nhưng không hạn chế tiếp cận chân tướng của sự việc nhưng bọn họ không có chứng cớ cũng không thể tìm ra dấu vết gì trên thi thể của vũ nguyên xuân vũ nguyên xuân thật sự bị công pháp bạch liên giáo đánh chết cho nên bọn họ chỉ có thể bỏ qua vấn đề này. Kết quả hiện tại truyền tới tin tức tô tính toàn quyền phụ trách sự vụ giang hoài đạo, mọi người nơi này sợ hãi. Một võ giả hóa thần cảnh trong đó thở dài nói, một các vị, chúng ta thảm rồi, trước kia chúng ta đi theo vũ đại nhân chửi bới tô tính không ít, hiện tại hắn tạm thời phụ trách sự vụ giang nam đạo. Chúng ta sẽ thành cái dạng gì? Hắn là lão nhân lục phiến môn giang hoài đạo, phó tổng bộ đầu Khương Triêu Dương. Tuy hắn là phó tổng bộ đầu tư lịch cao nhất Giang Hoài Đạo, nhưng bởi vì uy vọng Vũ Nguyên Xuân trong Giang Hoài Đạo không ai bằng, cho nên không có chuyện phó tổng bộ đầu tranh quyền đoạt lợi với tổng bộ đầu, đùa nghịch tiểu tâm tư tồn tại. Cho nên Vũ Nguyên Xuân và mấy tâm phúc của hắn chết đi, cho tới nay Khương Triêu Dương làm người hiền lành mới lên vị trí quyền tổng bộ đầu Giang Hoài Đạo, không nghĩ tới chuyện này lại xuất hiện. Sắc khi mọi người nghe lời này, trong mắt sinh ra hào quang kỳ dị. Trước kia bọn họ vụng trộm chửi bới Tô Tín là bởi vì Vũ Nguyên Xuân có thù với Tô Tín, hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, chắc có lẽ Tô Tín không gây khó dễ tiểu nhân vật như bọn họ chứ. Như vậy quá làm phục thân phận tứ đại thần bộ của hắn A. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1103 đều có tâm tư, một tô tính tạm thời phụ trách sự vụ toàn bộ gian hoài đạo những người nơi này không có thủ đoạn vật cổ tay với tô tính tuy bọn họ là tâm phúc của vũ nguyên xuân nhưng lại không phải như những người theo vào kho vũ khí thông thiên đảo nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh với vũ nguyên xuân thậm chí vũ nguyên xuân còn nói cho bọn họ biết kế hoạch của bạch liên giáo hiện tại vũ nguyên xuân cũng đã chết bọn họ tội gì phải tận trung với người đã chết huống chi trong nội tâm một ít người còn có tâm tư khác ngay vào lúc tô tính toàn quyền phụ trách sự vụ gian hoài đạo nếu là tương lai tô tính chuẩn bị chọn lựa tổng bộ đầu gian hoài đạo nói không chừng sẽ chọn ra từ trong đám người bọn họ dù sao ai cũng biết tô tính có thể lấy ra thủ hạ hoặc là chưa trưởng thành hoặc đã trấn thủ địa phương khác căn bản không chọn ra được người thích hợp làm tổng bộ đầu gian hoài đạo nếu như bọn họ có thể bờ đỡ tô tính nói không chừng vị trí tổng bộ đầu gian hoài đạo thật sự có chỗ cắm dùi của bọn họ cho nên có người nói một khương đại nhân ngươi lo ngại dùng lòng dạ của tô đại nhân thì làm sao sao đo chuyện chúng ta bất kính chứ một trước kia đều là vì vũ nguyên xuân bức hiếp cho nên chúng mới nói nói bậy về tô đại nhân vài câu nhưng hiện tại vũ nguyên xuân đã chết chúng ta tự nhiên sẽ nghe theo tô đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó các vị nói đúng hay không tên võ giả này tên là phong lâm kha cũng là một trong phó tổng bộ đầu gian hoài đạo Vũ Nguyên Xuân phát triển tại Giang Hoài Đạo thời gian dài như vậy, năng lực của hắn cũng không tính là yếu, cho nên luận thực lực tổng hợp của thủ hạ, Giang Hoài Đạo còn vượt qua Giang Nam Đạo nhiều. Có tới 11 phó tổng bộ đầu hóa thần cảnh, trong đó Phòng Lâm Kha cũng là người trẻ tuổi nhất, năm nay hắn cũng chỉ mới 40 tuổi mà thôi, hơn nữa thực lực rất mạnh. Trong phần đông phó tổng bộ đầu cũng là cao thủ đỉnh cấp, cho nên hắn giao hảo năm, sáu phó tổng bộ đầu, Tất cả đều là bộ đầu trẻ tuổi trong lục phiến môn. Đối với những người này, Vũ Nguyên Xuân còn tại vị thì bọn họ sẽ trung tâm với Vũ Nguyên Xuân, nhưng hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, hơn nữa bọn họ còn có không gian tăng lên, ai nguyện ý chôn cùng với Vũ Nguyên Xuân chứ? Cho nên sau khi nghe được Phòng Lâm Kha nói như vậy, những phó tổng bộ đầu giao hảo với hắn cũng gật đầu, đều đồng ý ông bắp đùi Tô Tính. Chỉ có điều Khương Triêu Dương nhìn thấy dáng vẻ của bọn họ thì cười lạnh không thôi hắn là lão nhân lục phiến môn gian hoài đạo hắn hiểu rõ tình thế trong lục phiến môn phòng lâm kha suy nghĩ khó tránh khỏi quá đơn giản vũ nguyên xuân vừa chết các ngươi đã suy nghĩ ông đùi tô tín quả thực là si tâm vọng tưởng đối với tứ đại thần bộ như tô tín cho dù thủ hạ của hắn không đủ vậy hắn thà rằng không lấy vị trí này cũng tuyệt đối sẽ không cho một người hai mặt lên làm tổng bộ đầu gian hoài đạo thời điểm vũ nguyên xuân tại vị các ngươi đi theo Vũ Nguyên Xuân cùng chửi bới nhục mà tô tính, loại chuyện này không giấu giếm được. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân vừa mới chết. Các ngươi đã không chờ đợi được nịnh nọt kẻ thù ngày xưa của hắn, cho dù ai nhìn thấy loại chuyện này cũng lạnh buốt nội tâm. Không có người nào thích gánh tội danh phản chủ, hôm nay các ngươi đối xử với Vũ Nguyên Xuân như thế, ngày sau sẽ đối xử thế nào với Tô Tín? Cho nên Khương Triêu Dương dự liệu, Tô Tín có tiếp nhận bọn họ cũng sẽ không trọng dụng bọn họ, cao lắm chỉ giữ lại vị trí của bọn họ sau đó còn phải phòng bị nghiêm mật vị trí tổng bộ đầu gian hoài đạo tô tín vẫn sẽ lưu lại cho tâm phúc của mình trong nơi này trừ kẻ hai mặt như phòng lâm kha vẫn có một ít người đang chuẩn bị nói điều kiện với tô tín những người này giống như khương triêu dương đều là lão nhân trong lục phiến môn gian hoài đạo nhưng bọn họ không giống khương triêu dương không có hùng tâm tráng chí những người này còn muốn tiến thêm một bước Kém nhất cũng phải cam đoan quyền lực hiện tại không mất. Những người này đều là lực lượng trung kiên của lục phiến môn giang hoài đạo. Vũ Nguyên Xuân còn tại vị đã dùng bọn họ. Hiện tại tô tính đến cũng không thể bỏ qua bọn họ. Cho nên thái độ những người này sẽ nghe theo lời của tô tính nhưng điều kiện tiên quyết chính là tô tính ngươi phải cho chúng ta đầy đủ địa vị và chỗ tốt mới được. Nếu không đừng trách chúng ta phá. Nhưng bọn họ không dám sử dụng thủ đoạn hiển nhiên trước mặt tô tính như vậy thuần túy là muốn chết nhưng vụn trộm tiêu cực biến nhát sẽ không thành vấn đề dù sao bọn họ chưa nghe nói qua trong lục phiến môn bởi vì ai làm việc kéo dài mà bị thủ trưởng chém giết nếu lục phiến môn có luật pháp nghiêm khắc như thế đoán chừng trên giang hồ cũng không có mấy người dám gia nhập lục phiến môn và triều đình khi vũ nguyên xuân đã chết cả lục phiến môn giang hoài đạo rối loạn mọi người đều có tâm tư đã thành một đám cát vụn vào lúc này cửa phòng nghị sự lục phiến môn gian hoại đạo bị người ta đẩy ra. Trong phòng nghị sự hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn sang người tới và không tự chủ đứng lên. Tô tính thân mặc một quan phục đỏ thẫm bước vào trong phòng nghị sự, trên người hắn không có khí tức áp bách nhưng lại làm người nơi này rùng mình. Đây là uy vọng của tô tính, cũng là kết quả hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm. Trong rất nhiều người ở đây có muốn nịnh bợ tô tính, cũng có muốn bảo trì trung lập, còn có muốn âm thầm làm một ít mờ ám. Nhưng tất cả đều biết, đừng nhìn tô Tín trẻ tuổi nhưng tô Tín trước mặt lại là người quyết định sinh tử của bọn họ. Hiện tại tô Tín cũng đã đứng hàng tứ đại thần bộ. Thứ 48 địa bản, ai biết tương lai hắn có thể đi tới vị trí gì? Hiện tại tô Tín có thể bao quát bọn họ, chờ đợi ngày sau, bọn họ tự nhiên không có tư cách gặp mặt tô Tín. Mọi người nơi này cùng chắp tay và đồng thanh hô, tham kiến tô đại nhân tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt chương một nghìn một trăm bốn đều có tâm tư hai tô tính rất tự nhiên ngồi vào ghế chủ vị khoát khoát tay nói các vị đều ngồi đi không cần đa lễ sau khi mọi người ngồi xuống lúc này tô tính mới dùng ngón tay gõ lên bàn và nói một các vị chắc hẳn các ngươi cũng đã nhận được tin tức, thiết ngạo đại nhân bảo bổn quan tạm thời toàn quyền phụ trách sự vụ gian hoài đạo. Hai, Vũ Nguyên Xuân Vũ đại nhân bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, bổn quan cũng thập phần bi thống, nhưng gian hoài đạo lớn như thế lại không thể không người quản lý, cho nên vào lúc nguy nan còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực. Sắc mặt đám bộ đầu lục phiến môn biến thành quái dị, bọn họ đã không nói nên lời trước những lời không biết xấu hổ của tô tính chỉ sợ vũ nguyên xuân chết ngươi vui vẻ còn không kịp ngươi còn có thể cực kỳ bi thương chẳng lẽ có thể ngồi lên vị trí tứ đại thần bộ đều là người không biết xấu hổ sao tô tính không quản khỉ gió ánh mắt của bọn họ là gì hắn tiếp tục nói một dù sao ta cũng là người ngoài ta có phần không hiểu sự vụ gian hoài đạo cho nên còn cần dựa vào các vị nhiều khương triêu dương vội vàng nói một tô đại nhân khách khí chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó Phòng Lâm Kha cũng nói, hai, Tô Đại Nhân xin yên tâm, từ nay về sau, chúng ta chắc chắn sẽ nghe Tô Đại Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, ngươi nói một, chúng ta tuyệt đối không nói hai, cam đoan còn làm tốt hơn lúc Vũ Nguyên Xuân tại vị. Đám người Khương Triêu Dương dùng ánh mắt xem thường nhìn đám người Phòng Lâm Kha, loại người này cũng không quá không biết xấu hổ. Thời điểm Vũ Nguyên Xuân còn sống đối đãi với các ngươi không tệ, phải nói với tư cách người cầm lái giang hoài đạo chính thức, Vũ Nguyên Xuân có thể dừng chân trong gian hoài đạo nhiều năm như vậy, hắn sẽ không quá khắc khe với thủ hạ. Kết quả hiện tại Vũ Nguyên Xuân vừa chết vài ngày, ngươi liền vội vàng không chờ được đầu nhập vào chủ tử mới, còn công nhiên xưng hô tên của Vũ Nguyên Xuân, loại hành vi này cũng bị người ta xem thường. Bọn họ không cầu phòng lâm kha ngươi có thể tận trung với Vũ Nguyên Xuân nhưng tối thiểu phải như Khượng Triêu Dương không kiêu ngạo không xỉm nịnh, giải quyết việc chung cũng có thể, hiện tại ở trước mặt mọi người nịnh nọt tô tính, làm như vậy rất quá phận đồng thời tô tín cũng có suy nghĩ như khương triêu dương hắn không thích những kẻ không biết liêm sĩ như vậy nhưng có một điểm khương triêu dương lại nghĩ sai tô tín không thích người như vậy nhưng không có nghĩa không dùng người như vậy ngược lại sẽ càng yên tâm dùng đối với loại người như phòng lâm kha chỉ cần ngươi có thể bảo chứng lực lượng tuyệt đối của mình hắn sẽ vĩnh viễn không sinh lòng phản kháng ngươi tô tín có thể dùng bọn họ cũng chỉ nhìn trúng thực lực của bọn họ trực tiếp sử dụng bọn họ như công cụ mà thôi đợi đến lúc chính thức phân chỗ tốt tuyệt đối không tới phiên bọn họ cho nên trên mặt tô tín vẫn cười nói như trước một các vị có suy nghĩ này rất tốt về sau sự vụ lớn nhỏ trong gian hoài đạo phải nhờ vào mọi người chia sẻ rất tốt chúng ta nên nói tới sự việc bạch liên giáo thời điểm này lại có người nói tô đại nhân chậm đã Tô tính nhìn về phía người nói chuyện, đâu là võ giả hóa thần cảnh tướng mạo uy vũ, hắn chính là phó tổng bộ đầu phùng viêm, hắn xem như có thực lực mạnh nhất trong đám người nơi này, thực lực hóa thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng còn cách dung thần cảnh một bước. Thực lực như phùng viêm tuyệt đối có thể bổ nhiệm làm tổng bộ đầu một đạo ở nơi khác, chỉ có điều gian hoài đạo là căn cơ của hắn, cho nên hắn mới không cam lòng buông tha vị trí này. Tô tính cao mày, hắn rất không thích có người cắt lời của mình. Hiện tại Phùng Viêm mở miệng, Tô Tính hỏi, một Phùng Phó Tổng Bộ Đầu, không biết ngươi muốn nói cái gì? Phùng Viêm thở dài một hơi nói, hai Tô Đại Nhân, kỳ thật Giang Hoài Đạo ta không có mạnh như mặt ngoài. ba Giang Hoài Đạo bởi vì không có một thế lực võ lâm đỉnh cấp chấn nhiếp, cho nên một ít tông môn Giang Hồ và thế lực võ lâm đánh nhau sẽ khó giải quyết. 4. Bản thân Tổng Minh Tam Giang Thủy Lục chỉ là liên minh lỏng lẻo, trừ đối mặt với kẻ thù ngoại bọn họ còn có thể đoàn kết lại, đại bộ phận thời điểm chính bọn hắn đều nội đấu. Một thời điểm này đừng nói bọn họ quản người khác. Có thể quản được mình là không tệ. Hai, cho nên đừng xem lục phiến môn gian hoài đạo chúng ta có võ giả hóa thần cảnh nhiều nhất trong đại chu 49 đạo, nhưng vẫn không đủ dùng. Ba, những năm gần đây chúng ta tổn thất không ít bộ đầu và bộ khoái, nhân số và tài nguyên tu luyện rất thiếu thốn, cho nên thỉnh tô đại nhân hạ lệnh đền bù tổn thất cho chúng ta. Phùng Viêm khoát tay nói, một, nếu như đòi người không có người, đòi vật không có vật, hiện tại còn động thủ với Bạch Liên Giáo, không phải chúng ta vô năng, mà là ta thật không làm được. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1105, Ban Thưởng, một, Tô Tính đưa ánh mắt nhìn về phía Phùng Viêm, hắn lại làm ra dáng vẻ không thể làm gì kỳ thật trong lời nói của phùng viêm có ý rất đơn giản chính là muốn người cộng thêm tiền nếu như tô tính không cho vậy cũng rất đơn giản đến lúc đó nhiệm vụ cấp trên phân phó xuống không hoàn thành ngươi cũng đừng trách ta tô tính xem ra chút thủ đoạn này không có ý nghĩa nếu như đổi thành người khác chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu này của hắn dù sao chỉ là một ít chỗ tốt mà thôi cho dù vì tạm thời giải quyết khó khăn trước mắt hay ổn định nhân tâm gian hoài đạo thỏa một ít yêu cầu của hắn thì xem vào đâu nhưng đối với tô tính hiện tại, hắn thật nhìn trúng giang hoài đạo hay sao? Hắn không muốn một giang hoài đạo không nghe lời, tô tính thà rằng giải quyết tất cả để nắm giữ toàn bộ giang hoài đạo. Tô tính nhìn phùng viêm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn mang theo tiết tấu vận luật nào đó, mỗi tiếng gõ như đánh vào ngực phùng viêm, làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Một kỳ thật con người ta rất rộng rãi, chỉ cần ngươi nghe ta, nên cho các ngươi thì ta tuyệt đối không thiếu hơn nữa ta ban thưởng vô cùng hào phóng hai nhưng trong đó có một điều kiện tiên quyết đó chính là ngươi phải làm được việc và hiểu quy củ một ngươi thiếu người ta cho ngươi người ngươi thiếu vật lục phiến môn cấp phát tài nguyên tu luyện cũng không thiếu ngươi hai nhưng những thứ này là ta cho ngươi mà không phải ngươi đòi hỏi nếu không ngươi phá hư quy củ từ khi tô tính nói ra lời này ngón tay hắn gõ lên mặt bàn với tần suất nhanh hơn cuối cùng giống như biến thành một thanh đại chù y nện vào ngực của phùng viêm hắn lập tức phun máu tươi và hôn mê tại chỗ nhìn phùng viêm nằm trên mặt đất sắc mặt đám người khương triêu dương biến thành trắng bệch bởi vì bọn họ cảm giác được kinh mạch toàn thân phùng viêm đã đứt đoạn hắn đã biến thành phế nhân đối với võ giả đặc biệt là hóa thần cảnh võ đạo tông sư như phùng viêm hơn nữa còn là phó tổng bộ đầu một phương hắn từ địa vị này ngã xuống người bình thường việc này quả thật còn tàn nhẫn hơn giết hắn hơn nữa bọn họ càng kinh hãi thực lực của tô tín vừa rồi tô tín làm kỳ thật rất đơn giản đó là dùng khí thế bản thân dẫn động lực lượng thiên địa nhìn như hắn đang gõ cái bàn nhưng kỳ thật cho dù cái bàn hay lực lượng thiên địa chung quanh đều là môi giới của tô tín mỗi lần ngón tay của hắn gõ xuống đều nện vào ngực phùng viêm trực tiếp đập nát kinh mạch toàn thân của hắn tô tín lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh gương mặt hòa khí vừa rồi không tồn tại một vũ nguyên xuân đã chết ta cũng mặc kệ lục phiến môn gian hoài đạo trước kia có quy củ gì nhưng bây giờ nhất định phải dựa theo quy củ của ta xử lý hai ta có thể cam đoan quyền lợi trong tay các ngươi không yếu đi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hiểu quy củ đối với bản thân của tô tín hắn muốn đánh vỡ quy củ của người khác hạn chế trên đầu mình nhưng hắn lại không chán ghét những quy củ này bởi vì cái gọi là không quy củ không thành vuông tròn, Tô Tín đi tới ngày hôm nay, trong đó có không ít lần hắn dựa vào quy tắc ngầm của địa phương mới vượt qua cửa ái khó. Cho nên Tô Tín muốn đánh vỡ chính là quy củ trở ngại bản thân hắn, nhưng người khác nhất định phải tuân thủ do hắn định ra. Nói ra nghe không giảng đạo lý, nhưng sự thật chính là như thế. Cái gọi là quy củ, đơn giản là cường giả ước thúc kẻ yếu mà thôi, muốn không bị ước thúc vậy ngươi cũng chỉ biến thành người chế định quy củ. Sắc mặt những phó tổng bộ đầu nơi này thay đổi, tô tính làm quá phận một ít, vậy mà thật sự phế phùng viêm trước mặt bọn họ. Bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, nói như thế nào phùng viêm cũng là phó tổng bộ đầu gian hoài đạo. Cường giả hóa thần cảnh, kết quả tô tính nói phế là phế, cũng không sợ nội bộ lục đục. Đối với tô tính mà nói, những người gian hoài đạo này đều là tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân dù sao bọn họ đi theo vũ nguyên xuân thời gian quá dài cho dù là kẻ hai mặt như phòng lâm kha những người còn lại có thể mang theo ý khác đầu nhập vào tô tín hay không còn không nói trước được cho nên tô tín cũng không muốn mời chào bọn họ tô tín sẽ không dùng thủ đoạn ân uy tịnh thi với loại người này cho nên hôm nay hắn chỉ muốn lập uy các ngươi nghe lời ta nói vậy thì cam đoan ta không động tới đồ vật của các ngươi hiện tại trái lại nếu các ngươi không biết tốt xấu các ngươi đều nhìn thấy kết cục trong lục phiến môn thật sự không cho phép tự giết lẫn nhau nhưng hiện tại tô tín không có giết hắn chỉ là phế võ công của hắn mà thôi việc này không tính là phá hư quy cũ huống chi dùng thân phận của tô tín hôm nay đừng nói chỉ phế võ công của hắn cho dù giết hắn tô tín cũng gánh vác được nhưng bây giờ cửu trọng kiếm các sắp mở ra tô tín không muốn gây phiền toái mà thôi nhìn thấy trên mặt mọi người vẫn mang theo vẻ hoảng sợ như cũ Tôi tính lúc này mới nói, một, Khương Phó Tổng bộ đầu, trong khoảng thời gian này Lục Phiến môn giang hoài đạo liền do ngươi trước tạm quản lý. Về sau ngươi là quyền tổng bộ đầu giang hoài đạo. Hai, chuyện đầu tiên các ngươi làm rất đơn giản, chính là bắt đầu tra rõ chuyện của Bạch Liên giáo, trong giang hoài đạo có bất cứ cái gì liên quan tới Bạch Liên giáo đều chém giết toàn bộ, một cũng không lưu. Khương Triêu Dương sững sờ sau đó vội vàng đứng lên nói, tuân mệnh hắn bây giờ còn không kịp phản ứng, Tô Tính lại giao vị trí quyền tổng bộ đầu cho hắn, bảo hắn phụ trách việc tại Giang Hoài Đạo. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1106, Ban Thưởng, 2, trước kia Khương Triêu Dương còn lo lắng Tô Tính có thể thanh toán những lời và việc làm của bọn họ hay không, không nghĩ tới Tô Tính căn bản không quan tâm tới các phó tổng bộ đầu khác đặc biệt là đám người phòng lâm kha dùng ánh mắt ghen ghét nhìn khương triêu dương bọn họ không rõ vì cái gì bọn họ đầu nhập vào tô đại nhân kết quả vị trí quyền tổng bộ đầu lại rơi lên người khương triêu dương tô tín cũng không có cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi hắn nói thẳng một chuyện này tạm thời xử lý như vậy nếu có chuyện gì khó giải quyết trực tiếp phái người truyền tin tức tới giang nam đạo tất cả mọi người gật gật đầu cũng không ai dám nói nhảm một câu phùng viêm còn nằm trên mặt đất đấy vị tô đại nhân này cũng không phải người có tính tình tốt kỳ thật lý do tô tính lựa chọn khương triêu dương cũng rất đơn giản người này đã lớn tuổi cho nên tư lịch của hắn già nhất trong lục phiến môn gian hoài đạo hơn nữa dùng hắn hiện tại tuổi cũng không muốn tái tiến một bước cũng không muốn vứt bỏ hiện tại quyền lực cho nên hắn đối với tô tính cũng đều là giải quyết việc chung thái độ chỉ cầu có thể an an ổn ổn, ổn giữ lại vị trí của mình cho nên Tô Tính lựa chọn Khương Triêu Dương cũng muốn tạm thời ổn định cục diện giang hoài đạo. Hiện tại hắn có quá nhiều việc, tạm thời không có chú ý tới nơi đây. Sau khi phân phó xong Tô Tính trực tiếp rời đi. Hiện tại Vũ Nguyên Xuân đã chết, Tô Tính phụ trách các loại sự vụ trong lục phiến môn giang hoài đạo, cho nên tập sự mật thám địa phương giang hoài đạo cũng sẽ truyền tin tức cho Tô Tính. Nếu đám người giang hoài đạo muốn đùa nghịch mờ ám gì đó, Tô Tính không cần ra tay, Lý Phôi sẽ giải quyết bọn chúng. Sau khi trở lại Giang Nam Đạo, Tô Tính trực tiếp gọi đám người Lý Phôi vào một mật thất. Tất cả mọi người khó hiểu, không biết Tô Tính thần thần bí bí là muốn làm gì. Trước mặt bọn họ, Tô Tính lấy một viên thiên hỏa tinh hoa ra khỏi túi giới tử. Thiên hỏa tinh hoa nhìn từ bên ngoài giống như hỏa diễm thiêu đốt, trong đó tỏa ra lực lượng huyền diệu. Tô Tính chỉ xuất ra một viên thiên hỏa tinh hoa, nhiệt độ trong mật thất tăng lên 10 độ. Đám người cao trường thanh ngược lại không cảm giác được cái gì nhưng lý phôi lại mở tôm nhìn chầm chầm vào. Thiên hỏa tinh hoa sinh ra giữa thiên hỏa, bản thân chính là thiên địa tinh hoa biến thành, trong đó ẩn chứa lực lượng thiên địa không thể lừa gạt được lý phôi đã đột phá hóa thần cảnh. Từ xưa tới nơi nay lực lượng thiên địa hư vô mờ mịt. Cần võ giả tự cảm ngộ. Nhưng kết quả thiên hỏa tinh hoa lại là tồn tại chân thật, thứ này có thể nói là chí bảo thiên địa tồn tại cấp bậc này cho dù là đối với võ giả nguyên thần tam cảnh hay võ giả cảnh giới tiên thiên đều có thể nói là chí bảo đặc biệt là đối với tiên thiên cảnh giới võ giả mà nói thứ này quả thực chính là cùng cái kia có thể cho võ giả tiên thiên tấn chức nguyên thần thiên đạo thạch tồn tại có thể nói là đoạt thiên địa chi tạo hóa hiện tại tô tính lấy ra thứ này là chuẩn bị cho ai tất cả mọi người hít thở ồ ồ chỉ có lý phôi lắc đầu thứ này với hắn chỉ có thể dệt hoa trên gấm Dùng thực lực của hắn bây giờ, một viên thiên hỏa tinh hoa không có khả năng giúp hắn đột phá dung thần cảnh, bởi vì còn chênh lệch quá nhiều, tô tính lại sắp bước vào dung thần cảnh, thiên hỏa tinh hoa cho hắn dùng thì thích hợp hơn. Thời điểm Lý Phôi muốn khuyên can tô tính lưu thiên hỏa tinh hoa cho mình sử dụng, đã thấy tô tính lại lấy ra sáu viên thiên hỏa tinh hoa, nhìn thấy việc này Lý Phôi không nói nữa. Tô tính nói, một, đây là chỗ tốt ta đạt được khi đi vào giang hoài đạo, thiên hỏa tinh hoa sẽ giúp các ngươi tấn chức rất lớn lý phôi cầm ba viên bốn người các ngươi một người một viên tất cả mọi người hưng phấn gật đầu tiếp nhận thiên hỏa tinh hoa tuy lý phôi nhiều hơn bọn họ hai viên thiên hỏa tinh hoa nhưng bọn họ cũng không biểu hiện cảm xúc ghen ghét chỉ có hâm mộ mà thôi dù sao thực lực và thân phận của lý phôi đều còn đó tôi tính cho lý phôi nhiều hơn hai viên thiên hỏa tinh hoa cũng rất bình thường người có thể có giả tâm nhưng lại không thể lòng tham không đấy. Cầm một viên thiên hỏa tinh hoa đã xem như tạo hóa của các ngươi, nếu như bọn họ bởi vì việc này sinh lòng oán hận và bất mãn lý phôi hoặc là tô tính, như vậy bọn họ mới thật sự muốn chết. Hưng phấn nhất tổng đó chính là hai người lục tục cùng lưu hạo. Hai người Cao Trường Thanh và Triệu Nhất Minh đều có danh sư chỉ điểm, một thiên phú không tội nhưng lại ưa thích khổ tu, cho nên hai người bọn họ đều có thể hóa thần nhưng hai người lục tục cùng lưu hạo lại kém hơn một chút, mặc dù có tài nguyên lục phiến môn trợ giúp, thời gian bọn họ đột phá hóa thần cảnh cũng phải sau 35 tuổi. Đặc biệt là lục tục, tuổi của hắn lớn, năm nay đã 37 tuổi, chỉ sợ hắn không thể đột phá hóa thần cảnh trước 40. Đối với võ giả càng sớm đột phá hóa thần cảnh đại biểu con đường phía sau càng đi càng xa, cho nên nhân bản mới có thể dùng 35 tuổi làm giới hạn. Sau 40 đột phá hóa thần cảnh tuy không thể nói là tài trí bình thường nhưng cũng chỉ cao hơn những người bình thường khác mà thôi. Hiện tại tôi tính cho thiên hỏa tinh hoa đã giúp hắn có hy vọng trong một năm đột phá hóa thần cảnh. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1107, biến cố cửu trọng kiếm cát, một Tô tính đoạt được 21 viên thiên hỏa tinh hoa trong kho vũ khí thông thiên đảo, sau khi cho bọn họ 7 viên, còn lại 14 viên, tô tính trực tiếp toàn bộ nuốt, bắt đầu tiến vào bế quan. Đám người lý phôi tự nhiên cũng cần bế quan luyện hóa thiên hỏa tinh hoa, nhưng bọn họ không thể cùng bế quan được, dù sao Giang Nam Đạo còn cần có người quản lý. Cho nên trừ lý phôi khẳng định phải phải đi bế quan ra, Cao Trường Thanh cùng Triệu Nhất Minh đã sắp đột phá hóa thần cảnh cũng cùng lúc bế quan, Giang Nam Đạo tạm thời do hai người lục tục cùng Lưu Hạo quản lý. Liên tục luyện hóa 14 viên thiên hỏa tinh hoa, thực lực của Tô Tính tăng lên rất lớn, nhưng lại không lớn bằng tưởng tượng của hắn. Thiên hỏa chính là thiên địa sinh ra, thiên hỏa tinh hoa luyện hóa một tiểu thiên địa cho nên càng ẩn chứa lực lượng của thế giới kia. Nhưng đáng tiếc tiểu thế giới vẫn chỉ là tiểu thế giới, nó không phải thế giới chân chính, cho nên thiên hỏa tinh hoa còn có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt tô tính không thể triệt để thần dung thiên địa nhưng không sao cả tô tính hấp thu lực lượng thiên hỏa tinh hoa đủ nhiều hiện tại hắn chỉ còn kém một bước là có thể tấn chức dung thần cảnh chỉ có điều một bước này không dễ dàng vượt qua như vậy mặc dù trong cơ thể tô tính có huyết mạch tô gia biến dị làm cho hắn dễ dàng đột phá bình cảnh hơn so với võ giả khác nhưng cũng không phải không có bình cảnh bình cảnh hóa thần tấn chức dung thần cũng không dễ đột phá như thế nhưng vào lúc này, giữa mật thất tô tính bế quan có một đám khói đen lượn lờ, một thân ảnh đi ra từ bên trong. Tô tính không có động tác, bởi vì tô tính rất quen thuộc khí tức của người tới, chính là thôi phán quan. Có lẽ bởi vì thân phận của mình đã bại lộ, có lẽ bởi vì tô tính không phải người ngoại. Cho nên thôi phán quan cũng không mang mặt nạ phán quan. Nhìn thấy thôi phán quan đến đây, tô tính hỏi, có tin tức cửu trọng kiếm các hay sao? sắc mặt thôi phán quan khó coi, hắn gật đầu nói, một là có tin tức, nhưng lại xảy ra một ít biến cố. tôi tính câu mày nói, hai thiên đình bên kia muốn làm chuyện gì đó hay sao? hiện tại chìa khóa cửu trọng kiếm cát trường nằm trong tay địa phủ thì còn lại đều nằm trong tay thiên đình, chính thanh chìa khóa, trong đó thiên đình có năm thanh, địa phỉ bốn thanh địa phủ đã quyết định muốn liên thủ với thiên đình thăm dò cửu trọng kiếm cát, hơn nữa căn cứ vào số lượng chìa khóa đoán chừng địa phủ phải nhượng bộ ở phương diện khác, hiện tại xảy ra chuyện, hiển nhiên cũng là bên phía thiên đình xảy ra biến cố. Thôi phán quan nói, một lần này thật sự là thiên đình bên kia xảy ra vấn đề, lại không phải thiên đình cố ý sinh sự, mà là thiên đình xuất hiện phản đồ, đánh cắp hai thanh chìa khóa cửu trọng kiếm cát. Nghe được thôi phán quan nói như thế, tôi tính lập tức sững sờ, thiên đình lại xuất hiện phản đồ, không ngờ lại đánh mất hai thanh chìa khóa luận trình độ tổ chức nghiêm mật và thực lực địa phủ vẫn còn kém xa thiên đình thiên đình đã từng trọng thương nhưng dù sao cũng có nội tình lúc trước thiên đình bồi dưỡng nhân tài đều là bí mật bồi dưỡng từ nhỏ lớn lên trong thiên đình đa số thành viên địa phủ đều xuất thân từ giang hồ như đám người thôi phán quan đều có thực lực nhất định trên giang hồ mới bị mời chào vào địa phủ thành viên thiên đình trái lại thành viên bọn họ được bồi dưỡng võ công có thành tựu mới có thể được cho phép dung nhập lưu lạc trong giang hồ chính bởi vì hình thức này cho nên người trong thiên đình sẽ không dễ dàng phản bội tối thiểu tô tính lần đầu tiên nghe được có người thiên đình phản loạn hơn nữa còn vào thời điểm mấu chốt đâm thiên đình một đau tô tính cau mày nói một chẳng lẽ người thiên đình đều bất tài sao dùng chế độ của thiên đình có người phản bội bọn họ lại không phát hiện ra hơn nữa còn bị đoạt đi hai thanh chìa khóa cửu trọng kiếm cát thôi phán quan hừ lạnh một tiếng nói một thiên đình cũng quá tự tin tự tin đến mức bọn họ cho rằng trong giang hồ không có ai chú ý tới bọn họ hai ban đầu địa tạng vương đại nhân thương thảo với thiên đế cộng đồng thăm dò chuyện cửu trọng kiếm cát thời điểm này phản đồ thiên đình cửu diệu tinh quân đã bắt đầu hành động thiên đình vì cam đoan năm thanh chìa khóa an toàn nên phân biệt giao cho năm tên thành viên quanh năm đóng trong thiên đình trong đó có cửu diệu tinh quân. Một cho nên cửu diệu tinh quân thừa dịp thiên đế không có mặt, hắn liền trực tiếp ra tay đánh lén kích giết một người, đoạt được một thanh chìa khóa và thoát khỏi thiên đình. Hai, tại sao cửu diệu tinh quân lại phản bội thiên đình? Hắn nên biết hậu quả trong đó là gì? Tô tính hỏi. Thiên địa nhị cung, hai thế lực này tuyệt đối sâu không lường được. Tô tính không biết thiên đình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn vẫn biết rõ địa phủ mạnh bao nhiêu địa phủ với tư cách là thế lực đỉnh cấp có cường giả chân vũ cảnh tọa trấn, hơn nữa cấp dưới còn có vô số cường giả. Thời điểm Tô Tín vừa vào địa phủ còn cho rằng địa phủ chỉ có mạnh bà và hậu thổ là hai cường giả dương thần cảnh, kết quả về sau hắn lại nhìn thấy tầng nhiễm vương diệt. Ai biết địa phủ hiện tại còn có bao nhiêu tồn tại dương thần cảnh? Cường giả dương thần cảnh bên ngoài có thể trấn áp một phương, địa phủ liền có ba, nhưng thực lực của thiên đình còn mạnh hơn cả địa phủ thì thế nào? Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1108 Biến cố cửu trọng kiếm cát 2. Cho dù địa phủ hay thiên định đều nghiêm khắc với kẻ phản bội, chẳng lẽ cửu diệu tinh quân thật sự chán sống, cũng dám đi phản bội thiên đình? Thôi phán quan trầm giọng nói, một, nói ra cũng buồn cười, cửu diệu tinh quân bị bạch liên giáo mê hoặc, cho nên lúc này mới phản bội thiên đình vào lúc máu chốt. Hay, nhưng mấu chốt là cửu diệu tinh quân với tư cách võ giả trường kỳ đóng lại trong thiên đình hắn rất ít ra ngoài chẳng lẽ chỉ bằng mấy lần tiếp xúc gần đây hắn sẽ bị bạch liên giáo khống chế lần nữa nghe được cái tên bạch liên giáo tôi tính cau mày một chút đây là cái tên rất đáng chú ý hiện tại bạch liên giáo chuẩn bị xuất thế cho nên hô phong hoáng vũ trên cả giang hồ hiện tại còn dám tính kế cả thiên đình tôi tính hỏi một cửu diệu tinh quân có thực lực gì thôi phán quan nói hai hóa thần cảnh đỉnh phong mới vừa đụng chạm đến biên giới dung thần cảnh tô tín trầm giọng nói một ta không ít lần va chạm với bạch liên giáo đối phương thật sự có thể làm được chuyện này chuyện ở giang nam đạo lúc trước bắt đầu từ khi cao tầng bạch liên giáo ra tay với tổng bộ đầu giang nam đạo đương nhiệm kim vũ lâm trực tiếp xuất động mấy tên cường giả mê hoặc hắn cho nên cuối cùng hắn triệt để biến thành con chó của bạch liên giáo tuy võ giả hóa thần cảnh tâm trí cứng cỏi không phải dễ dàng mê hoặc như vậy cho nên lúc ban đầu bạch liên giáo mê hoặc hắn đã xuất động mấy người và che giấu ở bên cạnh hắn và ảnh hưởng tâm thần hắn bất cứ lúc nào hiện tại cửu diệu tinh quân rất ít ra ngoài vậy hiển nhiên bạch liên giáo vận dụng cường giả chính thức thậm chí đối phương có phải cường giả dương thần cảnh hay không còn không nói rõ được cho nên lúc này thừa cơ triệt để mê hoặc hắn vùi vào trong đám người thiên đình thôi phán quan lắc lắc đầu nói hiện tại có biết rõ cũng đã muộn rồi, thiên đình nói, bảo địa phủ chúng ta cũng ra tay truy kích cửu diệu tinh quân, chỉ cần có thể bắt được cửu diệu tinh quân, chờ đến lúc chia đồ vật trong cửu trọng kiếm cát sẽ chia đều cho chúng ta. Tô tính cười lạnh một tiếng, nói, một bọn họ làm hư chuyện bảo chúng ta tới chùi đít hay sao? Thôi phán quan nói, hai chuyện này cũng không có biện pháp, dù sao hiện tại chúng ta cũng sốt ruột tiến vào cửu trọng kiếm cát, thiếu hai thanh chìa khóa, không chỉ thiên đình bị tổn thất, còn có địa phủ chúng ta. Tô tính hơi im lặng, vấn đề này biến đổi bất ngờ làm cho hắn có cảm giác không ổn. Chỉ sợ chuyến đi cửu trọng kiếm các sẽ không thuận lợi. Hiện tại địa phủ đã đưa ra quyết định, như vậy hắn chỉ có trực tiếp ra tay, một cửu diệu tinh quân tu vi hóa thần cảnh không thể nhấc lên sóng gió lớn như thế. Chỉ có điều tô tính lo lắng là bạch liên giáo. Hắn đã gặp qua nữ nhân điên bạch linh kia, đám điên bạch liên giáo cũng không phải dễ chọc đối phương đã có thể đầu độc cửu diệu tinh quân như vậy sẽ có bước tiếp theo trong kế hoạch một cửu diệu tinh quân bây giờ đang ở đâu thôi phán quan lắc lắc đầu nói hai ta cũng không biết cửu diệu tinh quân lúc ở thiên đình am hiểu dịch dung biến hóa tuy thực lực chỉ có thể xem như trung đẳng nhưng nói đến dịch dung hắn là người mạnh nhất trong thiên đình ba nhưng hắn muốn giao chìa khóa cho bạch liên giáo như vậy phải đi ngang qua hai đạo giang nam giang hoài cho nên ngươi chỉ cần âm thầm chú ý một ít nhân sĩ khả nghi trong hai đạo này là được tô tính gật đầu nếu địa phủ có quyết định thì không có vấn đề hắn cứ phối hợp là được dù sao chờ ngày tiến vào cửu trọng kiếm các khẳng định có một phần của hắn hơn nữa thời điểm này tô tính lại có sẵn cớ giới nghiêm hai đạo giang hoài và giang nam dù sao bạch liên giáo vừa mới xuất thế hơn nữa còn giết tổng bộ đầu một đạo của triều đình tô tính hạ lệnh nghiêm khắc truy tìm tung tích bạch liên giáo thuận tiện thăm dò nhân vật khả nghi cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này ẩn nấp trong một mật thất tại Giang Nam Đạo, Bạch Linh mang theo vẻ mặt đờ đẫn nhìn người áo đen đứng bên cạnh Ninh Thanh, loay hoay khảm nạm một đóa hoa sen trắng viền vàng. Nam tử áo đen tướng mạo tuấn tú, hơn nữa còn tuấn tú tới mức yêu dị, làm cho người ta khó có thể dời ánh mắt khỏi người của hắn. Toàn thân hắn che lấp trong áo đen rộng thùng thình, mi tâm lại có thêm một ấn ký hắc liên, càng lộ ra vẻ yêu dị bạch linh vừa vuốt vuốt bạch liên vừa thản nhiên nói một cửu diệu tinh quân là cây đinh chúng ta thật vất vả cài vào trong thiên đình hiện tại ngươi vận dụng hắn đáng giá sao người áo đen dùng giọng điệu ôn hòa nói một vì cái gì không đáng đối với bạch liên giáo chúng ta đây là cơ hội khó có được giá trị cửu trọng kiếm các còn vượt qua ngươi tưởng tượng nhiều bạch liên giáo chúng ta ở ẩn thời gian dài như vậy chúng ta tổn thất thảm trọng trong trận chiến lúc trước cho dù thế nào cũng phải đền bù những thứ chúng ta mất trong thời gian đó không phải sao? Bạch Linh buông đóa Bạch Liên ra. Giỏi mắt nhìn người áo đen, nói, một, nhìn ngươi cho rằng Bạch Liên giáo chúng ta có tư cách tranh phong với thiên định và địa phủ sao? đoa thức ăn trước miệng cọp là tên điên, nhưng giật độ trong miệng lông chính là ngu ngốc. Hai, hắc liên thánh sứ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới chuyện này hay sao? Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1109, kế hoạch của Bạch Liên Giáo, một Bạch Liên Giáo thành viên tạo thành từ trước đều rất thần bí, coi như là với tư cách Bạch Liên Giáo địch nhân thời gian dài nhất Đại Chu đều không có đem Bạch Liên Giáo thành viên đẳng cấp triệt để nghiên cứu minh bạch. Người ta chỉ biết Thánh Nữ Bạch Liên Giáo có địa vị và quyền lực cực cao trong Bạch Liên Giáo, cùng mọc nhịp thở với Thánh Nữ chính là bảy người xưng là Thất Sắc Liên Sứ. Thất Sắc Liên Sứ chính là tồn tại bảo hộ Bạch Liên Thánh Nữ, theo thứ tự là bảy người Hắc Liên thanh liên, hồng liên, tử liên, lam liên, huyết liên, u liên. Người trước mặt Bạch Linh đã từng là hắc liên sứ, hiện tại danh xưng của hắn lại có thêm chữ thánh, hắc liên thánh sứ. Hắn chính là thất sắc liên sứ của Bạch Liên Thánh Mẫu, là tồn tại thủ hộ Bạch Liên Thánh Mẫu ngày xưa, hắn đã từng gây xích mít tạo phản loạn trong Đại Tấn, trải qua thời kỳ cuối giang hồ chiến loạn của Đại Tấn, đã từng tranh phong với Đại Chu, dốc sức chiến đấu quần hùng Đại Chu. Thất sắc liên sứ bên người Bạch Liên Thánh mẫu lúc trước đã vẫn lạc năm người, chỉ còn lại Hắc Liên Thánh sứ cùng Huyết Liên Thánh sứ. Viên Thanh Liên chủng trong tay Bạch Linh chính là Thanh Liên Thánh sứ đời trước lưu lại. Lúc này Hắc Liên Thánh sứ nghe được Bạch Linh chất vấn, hắn cười cười ôn hòa, nói: "Một, so sánh với Địa phủ và Thiên đình, hiện tại Bạch Liên giáo ta thật sự kém hơn một chút, nhưng nếu có thêm người khác thì sao? Hai, tăng thêm ai?" Hắc Liên Thánh sứ đứng lên, trên người tỏa ra khí tức khủng bố, cho dù trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười vui vẻ nhưng toàn thân hắn lại như hóa thành hồng hoang cự thú khủng bố. Một, trong trì kiếm ngũ phái có ba nhà có quan hệ với cửu trọng kiếm các ngày xưa, chúng ta không đánh lại thiên đình và địa phủ không sao, nhưng nếu tăng thêm dịch kiếm môn, kiếm thần sơn và danh kiếm sơn trang thì sao? Hai, tuy thanh thành kiếm phái truyền thừa từ đạo môn, nhưng ta tin tưởng nếu thanh thành kiếm phái biết được tin tức cửu trọng kiếm các, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú ba bởi vì trong trì kiếm ngũ phái trừ ba thuộc kiếm cát không có hứng thú với cửu trọng kiếm cát ra chẳng lẽ bốn phái còn lại không thể tranh phong với thiên định và địa phủ sao bạch linh cau mày cho dù nàng hơi cau mày cũng sinh ra khí chất hào hùng mê người một nhưng bạch liên giáo chúng ta mưu đồ thời gian dài như vậy lại giao cho người trong trì kiếm ngũ phái sao ban đầu chúng ta chỉ cần đối kháng thiên định và địa phủ trong cửu trọng kiếm cát kết quả hiện tại tăng thêm bốn phái trong trì kiếm ngũ phái, hơn nữa là chúng ta tự giao cơ hội này cho bọn họ, chẳng lẽ việc này không phải vẽ trắng thêm chân hay sao? Ngữ khí của Bạch Linh còn mang theo ý trào phúng, hiển nhiên nàng rất không ưa kế hoạch của Hắc Liên Thánh Sứ. Hắc Liên Thánh Sứ quay đầu lại nhìn nàng, trên gương mặt tuấn Mỹ yêu dị cười ấm áp, nhưng lời nói của hắn lại làm người ta cảm thấy không rét mà run. Một thánh nữ điện hạ đang nghi vấn kế hoạch của ta sao? Nhưng ngươi phải biết rằng, Bạch Liên giáo có rất nhiều thánh nữ, nhưng Hắc Liên thánh sứ có thể cũng chỉ có một mình ta. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sống thời gian dài, không thể chờ đợi được muốn Hắc Liên chủng trong người ta sao? Trong mật thất có lực lượng chấn động vô hình sinh ra, bỗng nhiên thân thể Bạch Linh chậm rãi bay lên giống như có người bóp cổ, sắc mặt nàng đỏ bừng. Trên mặt nàng không lộ ra chút thống khổ này, ngược lại chỉ nở nụ cười yếu ớt làm người ta sợ hãi. Ngươi dám giết ta sao? Bạch Linh không quan tâm, vừa cười vừa nói. Hắc Liên Thánh sứ lạnh lùng nói, "Một, trừ phi ta muốn tự tuyệt với Bạch Liên giáo, nếu không ta sẽ không giết ngươi. Hai, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ, cho dù ngươi là thánh nữ Bạch Liên giáo. Nhưng lịch đại thánh nữ Bạch Liên giáo chúng ta trước khi kịp phát triển đã bị thay đổi không phải số ít. Ba, tuy chuyện lần này mặt ngoài là chúng ta hợp tác, nhưng không đại biểu ngươi có thể phá hư kế hoạch của ta." Bốn, trước kia ta mượn cơ hội này liên thủ với Vũ Nguyên Xuân, ta muốn biến hắn thành người Bạch Liên giáo ta. Vì sao ngươi lại giết hắn? Hắc Liên Thánh sứ lạnh lùng nhìn Bạch Linh, hắn đã nhẫn nàng thật lâu. Lịch Đại Thánh nữ Bạch Liên giáo muốn thượng vị kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần Bạch Liên Thánh mẫu đời trước chuẩn bị viên tịch sẽ dùng bí pháp quán đỉnh, rót toàn bộ tu vi cho nàng. Do Thánh nữ thế hệ này trở thành Bạch Liên Thánh mẫu, thống lĩnh toàn bộ Bạch Liên giáo. Hắc Liên Thánh sứ mặc kệ Bạch Linh có phải Bạch Liên Thánh nữ hay không, nhưng hắn biết rõ mình chính là Hắc Liên Thánh sứ của Bạch Liên Thánh mẫu thế hệ này. Bạch Linh không có thực lực, càng không có tư cách ra lệnh cho hắn, huống chi nữ nhân điên này còn phá hư kế hoạch của hắn, hơn nữa không chỉ một. Tuy người Bạch Liên giáo bị người ngoài gọi là tên điên tà giáo nhưng bọn họ thật sự có khuynh hướng ở phương diện này. Hắc Liên Thánh sứ lại biết, nữ nhân Bạch Linh này nhưng lại điên lợi hại, thậm chí chính hắn cũng không thể đoán được Bạch Linh đang suy nghĩ gì. Tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt. Chương 1110, kế hoạch của Bạch Liên Giáo, hai, nàng nổi điên ở nơi khác không sao, nhưng nàng hết lần này tới lần khác phá hư kế hoạch của Hắc Liên Thánh Sứ, việc này làm cho Hắc Liên Thánh Sứ vô cùng tức giận. Hắc Liên Thánh Sứ bóp cổ Bạch Linh không buông, thẳng đến khi hắn cảm giác không kém bao nhiêu mới thả bạch linh xuống, trên gương mặt tuấn Mỹ yêu dị đầy sương lạnh. Một ngươi nói đúng, ta thật không dám giết ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, bạch liên giáo chúng ta những năm gần đây, thánh nữ nửa đường bị thay thế không phải số lượng ít, có nhiều thứ còn đáng sợ hơn so với tử vong. Nói xong, Hắc liên thánh sứ trực tiếp rời khỏi mật thất, bạch linh cảm giác thân thể mình mất hết khí lực, trực tiếp ngã xuống mặt đất, ninh thanh vội vàng đi nâng nàng. Kỳ thật vừa rồi Ninh Thanh cũng chuẩn bị động thủ nhưng hắn chỉ cần lộ ra một tia khí tức, Ninh Thanh liền cảm giác thân thể của mình bị chế trụ, chỉ cần nàng dám vọng động một bước, chính mình sẽ bị chém giết. Bạch Linh đẩy Ninh Thanh ra, trên mặt vẫn mang theo vui vẻ nhẹ nhàng, nhưng nụ cười này lại lạnh đến cực điểm, lại để cho người nào nhìn thấy sẽ có cảm giác không rét mà run. Cùng lúc đó, trong trì kiếm ngũ phái trừ ba thuộc kiếm các đều thu được tin tức của Bạch Liên Giáo. Tin tức này làm người ta khiếp sợ không thôi, cũng có chút bán tính bán nghi. Có lẽ môn phái khác không biết sự tồn tại của cửu trọng kiếm cát, nhưng trì kiếm ngũ phái nhất định biết rõ. Nếu tin tức này do người khác nói ra thì bọn họ sẽ tin tưởng, nhưng vấn đề là tin tức này lại do Bạch Liên Giáo truyền tới, bọn họ không thể không nghi ngờ. Dù sao đám yêu nhân Bạch Liên Giáo này lúc trước cố ý tạo ra tin tức giả hấp dẫn một đống người tới, sau đó làm ra vài thứ âm mưu quỷ kế cuối cùng chôn giết một nhóm lớn người. Tô tính cũng dùng qua thủ đoạn này, chỉ có điều tô tính dùng tương đối tinh xảo. Bởi vì khí tức phượng huyết là thứ không thể phục chế, cho nên mới không bị người ta phát hiện. Nhưng thủ đoạn bạch liên giáo càng đơn giản thô bạo hơn nhiều, cho nên loại thủ đoạn này của bọn họ dùng vài lần liền không dùng được, bởi vì những tông môn võ lâm cũng sinh ra ý cảnh giác với bọn họ, về sau chỉ cần tin tức do bạch liên giáo truyền ra, bọn họ nhất định sẽ cảnh giác. Lúc này tin tức cửu trọng kiếm các truyền đến, trong đó thậm chí còn nói rõ thiên đình cùng địa phủ, càng có phần chân thật, nhưng bọn họ không dám tin hoàn toàn. Trong danh kiếm Sơn Trang, Hà Hưu đang diễn luyện kiếm pháp. Một lão giả ngoài 60 tuổi đứng bên cạnh, mặt không cảm tình quan sát. Quanh người hắn có khí tức sắc bén sông lên trời, toàn thân như hóa thành một thanh trường kiếm, nó càng trở nên khủng bố. Vào lúc này khí thế quanh người hắn ngưng tụ thành kiếm thế và bao phủ hà hưu vào bên trong, mặc cho hắn công kích như thế nào cũng không cách nào thoát ra khỏi kiếm thế. Lão giả này chính là trang chủ danh kiếm sơn trang hiện tại, cũng là tổ phụ hà hưu, kiếm động bác hoang hà vô sơn. Kỳ thật hà vô sơn chính là tiền nhiệm tông chủ của danh kiếm sơn trang, này trang thủ thế hệ này phải là phụ thân của hà hưu mới đúng. Chỉ có điều phụ thân hà hưu lúc trước vẫn lạc ngoài ý muốn, khi đó là lúc dịch kiếm môn lưỡng bại câu thương với cảng thi phái cũng là thời điểm trì kiếm ngũ phái rục rịch hậu nhân của danh kiếm sơn trang không thể thừa nhận được gánh nặng của gia chủ cho nên hà vô sơn đã là cường giả dương thần cảnh phải rời núi lần nữa tiếp nhận vị trí gia chủ dùng thủ đoạn sắc máu chỉnh hợp lực lượng danh kiếm sơn trang rốt cục lại giúp danh kiếm sơn trang thay thế dịch kiếm môn trở thành đứng đầu trì kiếm ngũ phái bởi vì phụ thân hà hưu qua đời khi hắn còn bé cho nên hắn cũng do hà vô sơn tự mình nuôi lớn được liệt vào hàng ngũ người thừa kế đời tiếp theo của danh kiếm sơn trang một hà hưu chẳng lẽ ngươi quên tinh nghĩa thập phương quy nguyên kiếm điển của danh kiếm sơn trang là gì hay sao hai hiện tại vô song kiếm ý và sinh tử kiếm ý trên người của ngươi không cách nào dung hợp với nhau vậy ngươi chuẩn bị lúc nào mới có thể đạt tới cảnh giới thập phương quy nguyên hà vô sơn lạnh lùng lên tiếng cho dù người trước mặt là cháu trai của mình nhưng hà vô sơn dạy bảo hắn còn nghiêm khắc hơn so với dạy bảo những đệ tử bình thường hà hưu thu kiếm gương mặt không thần thái lại lộ ra thần sắc uể oải trong lòng của hắn có chấp niệm nhưng lại không chỉ một hắn không bỏ xuống được những chấp niệm này cho nên không thể làm được thập phương quy nguyên thời điểm ở cảnh giới tiên thiên hắn bị lâm trường hà áp chế một đầu cho dù hắn cố ý dừng lại ở tiên thiên thần cung cảnh đỉnh phong nhiều năm cũng chỉ muốn vượt qua lâm trường hà, kết quả hắn không thắng được một lần. Mà chấp niệm thứ hai lại là tô tính. Sau khi đột phá hóa thần cảnh, hắn vẫn ở lại trong danh kiếm Sơn Trang củng cố tu vi, dựa theo an bài của Hà Vô Sơn, hắn trực tiếp tu luyện tới hóa thần cảnh đại viên mãn mới ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Như vậy mới có thể đánh chắc căn cơ, cũng làm chuẩn bị tấn chức dung thần cảnh thời điểm hắn không có tiếng tâm gì, thanh danh tô tính trên giang hồ lên cao, thậm chí đã có thể tranh phong với võ giả dung thần cảnh thế hệ trước, thậm chí uy danh còn nghiền áp hà hưu hắn. Nếu là người khác cũng bỏ đi, hà hưu sẽ không quản khỉ gió hắn là ai, chờ thời điểm mình rời núi nhất định có thể bỗng nhiên nổi tiếng, uy thế không thua hắn. Nhưng người này hết lần này tới lần khác lại là tô tính, chuyện này làm cho hà hưu không cách nào tiếp nhận được dù sao hắn lúc trước đối mặt với tô tín đều dùng thái độ nhìn từ trên cao xuống thậm chí nếu lúc trước không có lâm trường hà nhúng tay hắn có thể trực tiếp phế bỏ tô tín kết quả hiện tại tốt rồi khi nhắc tới cường giả nhân bản thế hệ bọn họ mọi người sẽ nghĩ tới tô tín đầu tiên mà không phải đám người hà hưu bọn họ hà hưu là người rất kiêu ngạo tâm hảo thắng mạnh đến mức đáng sợ một lâm trường hà đặt lên đầu hắn đã làm hắn không chịu được hiện tại lại nhiều ra một tô tín hắn càng không chịu nổi cho nên việc này cắm rễ trong lòng hắn thật lâu cũng hóa thành một loại chấp niệm tối cường phản phái hệ thống phong thất nguyệt